Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch số 289 triển khai thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc từng bước đẩy lùi tham nhũng ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai chỉ thị số 10 phải được tiến hành nghiêm túc thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ngành địa phương người đứng đầu cơ quan đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương tăng cường chỉ đạo điều hành kiểm tra việc thực thi công vụ kỷ luật kỷ cương hành chính chấn chỉnh quản lý siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính đảm bảo giải quyết kịp thời các kiến nghị phản ánh tố cáo của người dân và doanh nghiệp, thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò trách nhiệm xã hội trong phòng chống tham nhũng, đồng thời đẩy mạnh thanh tra kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát phát hiện vi phạm. Kế hoạch cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành cơ quan đơn vị địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 80% chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Đây là chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Để hoàn thành chỉ tiêu này, đòi hỏi chính quyền cơ sở phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới phục vụ nhân dân. Ghi nhận của phóng viên từ huyện Bảo Thắng thôn Hốc Đá, xã Sơn Quang được mệnh danh là thôn triệu phú, với việc xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cả thôn không có hộ nào thực diện nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 50%. Đây là kết quả từ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển dịch kinh tế của cấp ủy chính quyền địa phương. Chuyển đổi vật nuôi cây trồng, thì nói chung là cán bộ cũng tổ chức tập huấn cho dân, thế rồi thì phổ biến các cái kỹ thuật, chuyển đổi vật nuôi cây trồng cán bộ coi như thế là là sát sao đối với dân đi xuống từng hộ kiểm tra phổ biến thế sau đó thì dân thì coi như thế hiểu được cái 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 công tác mà chuyển đổi thì dân làm theo cho nên là cái kinh tế thì càng ngày càng phát triển nâng lên một trong những dấu ấn lớn nhất của Đảng Bộ xã Xuân Quang nhiệm kỳ 2015-2020 đó là tạo sự bứt phá về kinh tế, trở thành điểm sáng nâng cao thu nhập cho người dân, minh chứng cho nhận định này là tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 4,6%, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 44 triệu đồng một người một năm, 15 trên 19 thôn đạt thôn kiểu mẫu. Thành quả đó có được là nhờ những định hướng phát triển sát với thực tế của địa phương. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn trong hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi khoa học kỹ thuật áp dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi giống cây trồng vườn nuôi áp dụng sản xuất vào để nâng cao thu nhập trong đời sống của người của người dân. Một giải pháp quan trọng được huyện Bảo Thắng hết sức chú trọng trong nỗ lực xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, đó là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Tại thị trấn Phong Hải, chính quyền nơi đây đã có rất nhiều đổi mới trong ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân. Hiện huyện Bảo Thắng đã có 13 trên 15 xã thị trấn đạt tiêu chí chính quyền trong sạch vững mạnh chiếm 86%. Con số này cao hơn so với mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Bảo Thắng chủ động đổi mới sắp xếp cán bộ công chức, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã, nhất là ở những chức danh chủ chốt bằng cách lựa chọn những nhân tố mới có năng lực phẩm chất công tác kiểm tra giám sát của huyện đối với chính quyền cấp xã được tiến hành thường xuyên, định kỳ và khẩn trương khi có dấu hiệu nghi vấn hay khiếu nại xảy ra. Huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện có cái sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo điều hành đối với lại cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp xã và tháo gỡ các cái khó khăn cho cơ sở, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, là tập trung kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp quy chế làm việc và thực hiện công vụ tại địa phương kịp thời phát hiện các cái trường hợp sai phạm và xử lý nghiêm khắc các cái trường hợp sai phạm. Việc xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh chính là chìa khóa tạo đòn bẩy giúp huyện Bảo Thắng hoàn thành và vượt mức 20 trên 24 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản lý, hướng đến năm 2020 sẽ có 100% xã thị trấn đạt chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh. Kết thúc năm 2018, toàn tỉnh có 2.926 đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là trên 81%. Toàn tỉnh cũng đã có trên 6.100 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngành lao động thương binh xã hội đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các doanh nghiệp, các huyện, thành phố để người sử dụng lao động và người lao động thấy được bảo hiểm thất nghiệp là chính sách đúng đắn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Giúp họ thấy được quyền lợi của mình khi bị mất việc làm, được bù đắp một phần thu nhập, được hỗ trợ học nghề, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được giới thiệu việc làm. Qua đó đã được người sử dụng lao động, người lao động trong tỉnh đón nhận một cách tích cực. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giúp họ ý thức được lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp để tự đòi hỏi, bảo vệ quyền lợi của mình trước người sử dụng lao động, loại bỏ tâm lý chủ quan, ỷ lại. Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu về làm. Cùng với đó tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp nhằm ra soát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để có các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Thời gian qua, đề án số 03 về phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp huyện Bát Sát giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp của huyện Bát Sát, chế biến nông sản, phát triển làng nghề, gia công cơ khí nhỏ đang được chú trọng và phát triển mạnh. Hầu hết các địa phương có cửa hàng cơ khí nhỏ sửa chữa thiết bị gia dụng, cơ sở sản xuất kinh doanh gạo và sản phẩm chế biến từ gạo. Một số xã còn có cơ sở sản xuất miến đao và làng nghề mây che đan chạm khắc bạc. Vài năm trở lại đây, do nhu cầu sản xuất, xây dựng, nghề gia công cơ khí ở Bát Sát có cơ hội phát triển hơn. Trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản, thực phẩm, huyện Bát Sát có hai hợp tác xã sản xuất miến đao là hợp tác xã Thành Sơn và hợp tác xã Minh Phúc. Đây là hai cơ sở được đánh giá là có triển vọng và tạo cơ hội thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp của địa phương phát triển. Thống kê của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bát Sát thì 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 125,2 tỷ đồng, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn huyện có 589 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.200 lao động. Năm 2019, huyện Bát Sát phấn đấu đạt giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp là hơn 250 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện Văn Bản đã phải tiêu hủy 3.207 con lợn do bị dịch tả lợn châu Phi. Mặc dù huyện đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thành lập tổ kiểm soát cơ động, chốt kiểm dịch phòng chống bệnh dịch tả lợn và các văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019, Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên địa bàn 14 xã của huyện. Lũy kế đến ngày 15 tháng 9 năm 2019, huyện Văn Bàn đã tiêu hủy trên 153 tấn lợn, trong đó có trên 500 con lợn nái và lợn được giống, trên 1.200 con lợn thịt. Trước tình hình trên, mặc dù người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cùng với việc triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch, ngành nông nghiệp huyện vẫn tiếp tục vận động bà con kiên quyết không được tái đàn trong thời điểm này. Cùng với đó, vấn đề chuyển đổi cơ cấu vượt nuôi được xem là giải pháp tối ưu nhằm ổn định chăn nuôi và cân đối nguồn thực phẩm trong thời gian tới. Các địa phương của huyện đã tuyên truyền tạo điều kiện để hộ dân tạm thời chuyển sang chăn nuôi gia cầm, nuôi châu bò, thủy sản để đảm bảo kinh tế trước mắt. Tổ công tác đội cảnh sát 113, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ lô hàng điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực phường Phố Mới thành phố Lào Cai. Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 16 tháng 9, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tổ công tác phát hiện và xử lý vi phạm giao thông đối với phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 24A10626 do Vi Văn Sĩ điều khiển. Trong quá trình xử lý vi phạm, tổ công tác phát hiện tại hàng ghế sau xe ô tô có 4 bao tải nên đã yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện bên trong các bao tải có 22 chiếc điện thoại, nhiều con dấu, chữ Trung Quốc cùng nhiều thiết bị điện tử kèm theo như thẻ SIM các loại, nhãn hiệu Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, Vi Văn Sĩ không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên, nên lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ lô hàng, phương tiện và mời chủ lô hàng về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Vi Văn Sĩ khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng trên cho một người bạn ra bến xe để chuyển đi tỉnh khác. Khi chưa kịp thực hiện thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao toàn bộ lô hàng cùng phương tiện cho các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.